Dạ thưa bác Hoang, là ngoài chuối ra thì còn có những cái loại hoa quả nào mà cái chỉ số đường huyết nó thấp mà người bệnh đái tháo đường có thể ăn được hay không ạ? À? Bác có thể tư vấn giúp ạ. Vâng, rất nhiều loại hoa quả mà chúng ta thấy là một là nó thậm chí nó còn không ngọt, nó ngọt rất ít, ví dụ như là ổi, như là bưởi hay là quýt, thậm chí cam, cam chua. Thế thì những cái thực phẩm ấy thì nó sẽ cung cấp rất là nhiều cái vitamin C cũng như là các cái vi chất khác, các cái vitamin khác. Thế và nếu mà trong cái danh mục hoa quả ở ngoài thị trường ấy thì chúng ta không thiếu những cái loại thực phẩm mà cái độ ngọt Vừa nó phải cao, nó vừa phải thôi. thôi. Thế thì như là chuối chẳng hạn, như giáo sư Nga nói thì không phải là chúng ta cấm mà chúng ta vẫn ăn được, có thể là vẫn ăn mỗi ngày một quả. Thế còn bưởi với ổi thì ăn thoải mái, nếu mà chúng ta không ăn thì chúng ta ép lấy nước để chúng ta uống, và kết hợp với các cái loại hoa quả thì chúng ta trong cái bữa ăn hàng ngày ấy, thì nên kết hợp ăn nhiều rau như ban nãy chúng tôi đã trình bày đấy. Thế và hạn chế các cái thực phẩm, thứ nhất là chất bột nó nhiều quá, thứ hai là chất béo nhiều quá, các cái món xào rán cái thứ là cũng phải hạn chế, bởi vì ăn những cái thứ đấy vào nó chóng béo, Ăn hấp ăn luộc đi ha bác ha. đấy, ăn hấp ăn luộc hoặc là gì đấy thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta mà cứ tiếp tục, mà ngay cả bây giờ trên thị trường tôi thấy là ngoài cái các cái thực phẩm như là hoa quả và rau ra thì chúng ta có cả rất nhiều các cái loại chất bột mà các cái có thể thay thế cho cái cơm trắng hàng ngày, ví dụ như là các cái gạo lứt chẳng hạn, cơm nấu bằng gạo lứt. Thế rồi những cái hạt, những cái ngũ cốc hạt toàn phần bây giờ nó Thấy ở rất nhà nhiều mấy trên người thị lớn trường. trong nhà các Đấy, tường á là toàn dạ, ăn gạo lứt chấm muối mè, và muối sợ bị mè, tiểu đường. dạ Mà đấy, sao hình như mấy người lớn tuổi trong nhà thằng ai cũng bị tiểu đấy, đường hết trơn á, không biết đấy, sao nữa. đúng rồi. Chắc do không hiểu Một trong về. các cái yếu tố nguy cơ là di truyền thì Cái nó tường là như vậy. nói cũng rất là đúng. Thấy Tại toàn bị tiểu vì đường, bà nội em, bà nội chuyện gì toàn bị hết đúng à. vậy mà. Việt Nam là nằm trong cái vùng mà có tốc độ gia tăng đái tháo đường cao nhất trên thế giới. Mình nằm ở vùng Tây Thái Bình Dương và vùng Nam Á, là cái vùng mà có tốc độ gia tăng đái đường cao nhất thế giới. Chắc do mình ăn ăn uống không có kiêng khem gì hết, mình sống mình hay mình cứ phục vụ bản thân nhiều quá là phải tiết chế lại mới được ạ. Bạn có biết đái tháo đường là căn bệnh giết người số 1 nếu không được kiểm soát? Tuy nhiên, với một chế độ ăn, dùng thuốc và vận động hợp lý, bạn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh này. Tiểu đường là gì? Trong cơ thể, tuyến tụy có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Khi tuyến tụy bị suy yếu, dẫn tới khả năng kiểm soát đường bị suy giảm. Người bệnh ăn các thức ăn có hàm lượng đường cao gây tăng đường huyết quá mức không kiểm soát. Có nên tránh các thực phẩm chứa đường hay không? Nếu bạn không sử dụng thực phẩm chứa đường sẽ dẫn tới hạ đường huyết, một biến chứng còn nguy hiểm hơn cả tình trạng tăng đường huyết. Vậy như thế nào là một chế độ ăn hợp lý? Bạn phải đảm bảo cân bằng đủ các yếu tố dinh dưỡng như đạm, đường, béo cùng các nhóm vi chất. Lựa chọn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, có chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số đường huyết chính là thước đo khả năng tăng đường huyết của sản phẩm và được chia làm 3 mức: thấp từ 0 cho đến 55, trung bình 56 tới 70, cao trên 70. Bạn nên ưu tiên sử dụng các nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và hạn chế các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Các thực phẩm tốt cho người tiểu đường có thể kể đến như gạo lứt, thực phẩm có nhiều chất xơ, thịt cá và protein, dầu có nguồn gốc từ thực vật, hoa quả và sữa có chỉ số đường huyết thấp. Các thực phẩm nên hạn chế cho người tiểu đường: mỡ, nội tạng động vật, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo các loại quả sấy khô, đồ hộp, thịt hộp, pate, xúc xích, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Cùng một chế độ ăn hợp lý, có thể kết hợp thêm sản phẩm glucagon, dinh dưỡng cân bằng chuyên biệt cho người tiểu đường. Được nghiên cứu chứng minh lâm sàng tại Đại học Sydney, Úc là sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp kiểm soát đường huyết, khuyên dùng cho người tiểu đường. Hơn nữa, glucagon bổ sung béo nguồn gốc từ thực vật, bufa tốt cho tim mạch, cùng hệ antioxidant giúp giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe. Dầu chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu đường vào máu, ổn định tiêu hóa, hạn chế táo bón. Đặc biệt, không chứa đường lactose
không gây tiêu chảy cho người không có thói quen dùng sữa. Để đạt hiệu quả tốt nhất, người bệnh tiểu đường nên bổ sung từ 1 tới 3 ly sữa Glucagon mỗi ngày thay cho bữa chính hoặc sử dụng như bữa phụ. Sử dụng trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng, giữa buổi sáng vào lúc 9 giờ hoặc giữa buổi chiều 3 giờ. Có thể uống trước khi đi ngủ 30 phút để tránh hạ đường huyết về đêm. Được xem là giải pháp dinh dưỡng mới cho người bệnh tiểu đường, Glucagon là một trong những sản phẩm thương hiệu quốc gia về dinh dưỡng y học năm 2018, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 22000-2005 và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn quốc gia GMP ASAP. Bị đái tháo đường không có nghĩa là bạn phải ngưng tận hưởng cuộc sống. Để sống lâu và khỏe mạnh hơn cùng bệnh đái tháo đường, bạn nên duy trì một lối sống lành mạnh cùng một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Với Glucagon, chung tay đẩy lùi đái tháo đường.